Bây giờ là 11 giờ đêm. Mình ra quay cận cảnh cho các anh em xem con chồn nó đang đẻ. Đặc biệt là cái con này mình thấy nó đẻ ngược nè cái nè. Cái đuôi của con chồn con là nó lú ra kìa. Đó, nó đang liếm. Thường là nó giống như người, thường là đẻ cái đầu ra trước. Mà cái này mình đã thấy cái đuôi nó lú ra và nó đang rặn. Đó. Ở trong ổ thì đã có một con rồi. Đó, cái này thấy dưới dính máu, đẻ đừng con à. Giờ nó đang rặn con thứ hai. Nó lú lú cái đuôi ngoe 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 ngoe. Cái con kia hồi nãy là nó đẻ ở trong cái ổ. Mà biết sao con này là nó lên gác. Nó đứng, nó rặn. Chắc có lẽ là nó kiểu đẻ ngược, nó khó chịu. Nó đi tới đi lui, nó phóng lên cây nên nó đẻ luôn. Đó, nó lú. Nó lú cái chân. Rồi, sắp ra rồi. Hồi nãy là rồi, ra rồi. Một em nữa. Hồi nãy là em thứ nhất là con cái. Giờ là không biết cái hay đực. Đó, trong cái ổ các anh em thấy. Mình không có mở cửa nên quay chưa có thấy. Thường là có con nó đẻ trong ổ, có con nó đẻ cũng tùm lum hết. Thì mình cứ bắt bỏ vô ổ, không sao hết. Nó vẫn úm con và cho con bú bình thường. Mình canh cái con này cho nó liếm sạch nhau rồi sẽ bắt bỏ vô cái ổ. Cái con chồng mẹ này lúc trước nó sắp đẻ là mình cân nó 4,5 kg nghe nè. Là cân luôn cái bầu á. Không biết là nó đẻ mấy con nhưng mà thấy cái bụng nó cũng lớn. Và cái thân hình nó cũng lớn. Nó dòm cái con thứ nhất. Nghe cái tiếng kêu nó dòm. Chút thì nếu mà nó không có thai cái con nó vô ổ thì mình sẽ bắt vô luôn. Cho nó ấm. Em quay cho anh em xem cái con này. Đó. Đó. Nó chưa có liếm kịp cái lông, chưa có khô. Sau một hồi khoảng 2 tiếng mình ra là thấy nó hoàn thành cái sứ mệnh rồi. Được 4 em. Còn cái được tính sau, 4 em này cũng cơ bản là đạt tỷ số theo yêu cầu rồi. Rồi, chúc các anh em chăn nuôi thành công.